Báo cáo quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 10, 2019, đội vận động viên chuyển chiếc kệ TV Monacola về thôn Đường Lan, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Kệ tôi vừa mới lên tầng 2 đây. Kệ 6 ngọn câu kéo Monacola chuẩn bị. Cái giấy đấy để mang về nhé, để lưu lại. Anh có vào một tờ rồi, anh cứ ký vào là xong rồi. Anh ký vào là xong. Đó là chính xác. Chính xác. Đồ gỗ Đức Hiền trân trọng cảm ơn quý khách.